Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh WeCook cùng bà bếp nha. Hôm nay WeCook sẽ giới thiệu tới cả nhà một món ăn rất là thân quen ở Việt Nam, đó là món bánh bông lan và được làm bằng nồi cơm điện cả nhà nha. Và ngoài ra mình sẽ trang trí dạng bông lan trứng muối đó cả nhà, rất là ngon và thơm nha. Rồi về nguyên liệu chúng ta sẽ có như sau. Mình sẽ có là bột mì, mình sẽ có là 30g cả nhà nha. Bột bắp mình sẽ cho 30g luôn, cùng với lòng trắng trứng đó, ba trái mình nên làm ra các bạn, lòng đỏ trứng nè, đó ba trái. Ngoài ra chúng ta sẽ có đường là 60g cả nhà nha, đó. Và 10 lít nước, hoặc là các bạn có thể bằng 10 lít sữa tươi cùng 1g vani và 20 lít dầu ăn các bạn nha, đó. Và một nước chút nước cốt chanh nữa. Thì đầu tiên mình sẽ cho cái lòng đỏ vào mình đánh các bạn nha. Đánh xong mình sẽ trộn cái phần lòng đỏ này chung với muối nè, vani nè, đó. Cùng còn cái phần mà đường á, mình sẽ đánh chung với nước chanh cùng với lòng trắng trứng riêng các bạn nha. Còn những nguyên liệu còn lại mình sẽ trộn chung lòng đỏ với bột mà bắp với bột mì á, lát mình sẽ trộn chung lòng đỏ trứng luôn. Thì lòng đỏ mình sẽ đánh nhanh thôi, đánh một chút thôi các bạn nha, đó, cho nó nguyện vào nhau à, nó không hợp vào nhau là ok. Ok, phần lòng đỏ mình đã đánh xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình chuyển qua đánh cái lòng trắng nha. Bây giờ mình sẽ đổ tô, mình sẽ rửa sạch kỹ cái phần âu nè, âu đánh trứng này. Các bạn nhớ là rửa sạch kỹ phần âu với cái phần hai cái que đánh trứng các bạn nha, rửa sạch đó. Nếu không sẽ đánh lòng trắng là không có được nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cho lòng trắng là mình đánh các bạn nha. Mình đánh từ số 1 trước, cho nó bắt đầu nó nổi bọt lên á. Sau đó mình sẽ cho đường vào cùng với nước chanh vào, mình đánh số 2, rồi mình sẽ chỉ đến số 3. Đến khi nào mà cái chóp nó cứng các bạn, tức là nó không có nhiễu nước xuống nữa, và cái ấu gì mình sẽ lần lượt lại nó không nhiễu nước xuống là ok các bạn nha. Đó, mà lưu ý nha, nó phải càng gọi là nó càng cứng vậy đó, thì lúc mà mình đổ vô cái trộn chung lòng đỏ mình hấp hay mình nướng á, nó sẽ bánh sẽ giữ cái độ xốp rất là tốt các bạn nha. Đó, mà thấy chưa, nó còn nhiễu, tức là chưa được, các bạn phải để cho nào đánh khi nào mà nó không còn nhiễu xuống các bạn mới ok nha các bạn nha. Ok, và bây giờ mình đánh cái phần lòng trắng đã cứng rồi các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ trộn bột bắp với bột mì, mình sẽ rây lại các bạn nha. Và sau đó mình sẽ bắt đầu mình lấy cái nồi cơm điện ra, mình quét cái khuôn các bạn nha, quét dầu lên. Thế bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cho hỗn hợp bột vào, mình sẽ trộn chung với lòng trắng nha. Các bạn có thể chọn hai cách, một các bạn trộn bột chung với lòng đỏ trước, sau đó mình sẽ bỏ từ từ chung với lòng trắng và lòng đỏ mình trộn. Hai, các bạn có thể đổ bột và lòng trắng mình trộn từ từ nha, cách nào cũng được nha các bạn nha. Mà hai cách nào quay cứ làm thôi. Đó. Cho bột vào mình sẽ trộn từ từ các bạn nha. Trộn xong thì mình sẽ cho lòng đỏ vào. Lòng đỏ thì mình đã trộn lòng đỏ trứng nè, dầu ăn, sữa tươi hoặc nước các bạn, cùng với muối với cái vani các bạn nha. Còn lòng đỏ thì mình đã có đường cùng nước chanh nữa các bạn. Đó. Mình sẽ đổ và mình sẽ phun từ từ các bạn, là các bạn dùng cái miếng silicon các bạn. Đó, cái đồ mà để quét silicon đó, mình sẽ quét từ dưới bước lên, đó, từ dưới bước lên. Đó. Cho nó hỗn hợp nó nguyện vào nhau được các bạn nha. Okay, sau khi bột mình đã quét xong hết rồi, giờ mình sẽ cho lòng đỏ vào từ từ nha các bạn. Thì lòng đỏ như mình đã nói rồi đó, mình đã trộn lòng đỏ với muối với vani với sữa tươi các bạn nha, hay nước các bạn. Đó, giờ mình sẽ trộn từ từ các bạn nha. Đó, mình cũng cho đỏ vào từ từ để mình trộn luôn. Đó, các bạn nhớ phô liên tục các bạn nha. Ok, sau khi mình đã trộn hợp đều các bạn, đó, bây giờ mình sẽ cho vào cái cơm điện các bạn nha. Cơm điện mình đã quét dầu các bạn, không các bạn có thể lót thêm miếng dưới nến nữa cũng được các bạn nha. Đó.
mình sẽ cho vào, mình sẽ sau đó mình sẽ đập cái nồi điện cho nó hỗn hợp đó nó chảy xuống dưới nó phẳng đều nhau các bạn. Đó thì khi mình nướng nó phẳng sẽ đẹp hơn nha. Đó. Ok, và mình sẽ cho vào nồi cơm điện, mình bật nút bạn nha. Đó, mình sẽ nướng trong vòng khoảng từ 40 tới 50 phút bạn nha. Thì nó sẽ có khoảng tầm 15 phút nó sẽ gạt nút xuống, bạn nhấn lần nữa nha. Đó, nhấn khoảng 2-3 lần là ok bạn nha. Bạn hạn chế mở ra nha, đó này là cực chính các bạn. Đó, mình hạn chế mở nắp ga, nó sẽ ảnh hưởng tới cái phần bột nó không có khó nổi bạn nha. Rồi, mình sẽ đợi thêm khoảng đúng 45-50 phút nữa. Bây giờ mình sẽ cha các bạn thấy chưa, đó là ok nha, đó là chín nữa các bạn thấy không. Bây giờ mình sẽ dùng dao hoặc là dùng cái quét nãy các bạn, quét silicone đó, mình sẽ dùng dao mình rạch nó xung quanh làm tròn các bạn, sau đó mình sẽ cho xuống cái dĩa nha, xong cái phần bánh ô lan các bạn. Thì mình sẽ chuẩn bị làm cái phần như trứng muối các bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra thử coi nha. Đó, xong rồi các bạn thấy không? Đó, nó hơi cháy dưới tại vì mình không có lót dưới nến các bạn. Nếu mà lót dưới nến thì sẽ không có cái phần mà đen đen các bạn nha. Đó, nhưng mà ăn rất ngon các bạn nha. Đó. Mình sẽ cắt thử cho các bạn để các bạn thấy được cái độ bông xốp nó như thế nào nha. Đó, các bạn muốn mà nó cho nó dày hơn thì các bạn tăng thêm, mình cho các bạn 3 trứng thôi các bạn. Nếu các bạn muốn mà bông cao dưới ngoài thì các bạn tăng thêm 4-5 quả trứng nha, thì sẽ tăng theo được một tương ứng luôn. Đó, rất là thơm và ngon các bạn nha. Đây, mình sẽ cắt thử cho các bạn xem thấy không, quá tuyệt vời luôn nha, rất là ngon các bạn nha, ăn rất là tơi và sớm luôn nha. Đó, sau này mình sẽ làm thêm một bánh bông lan và theo kiểu hấp nữa các bạn. Đó, rất là nhiều cách hấp nướng nè, rồi phun điện nè, là có cái phun dầu nữa đó, rất là nhiều cách nha. Đó, rất là ngon và thơm luôn nha. Rồi, tiếp theo mình sẽ làm nhân trứng muối cho cả nhà nha. Trứng muối thì đơn giản, các bạn muốn cho bao nhiêu thì mình cho thôi, hiện nhiên mình cho khoảng tầm 6-7 quả trứng muối nè, cùng với 100-200g dăm bông. Đó, cùng với cái phần nướng là cái phần rượu vàng, rượu với lộ để mình nhúng qua cái phần trứng á, với 2 miếng phô mai các bạn nha. Đó thì trứng muối các bạn muốn khử mùi các bạn thể cho vào bánh bánh lộ đó bạn. Rượu này nó khử mùi rất tốt mà, rượu của người Hoa các bạn. Rượu này nguyên liệu nó gồm nhiều nguyên liệu như hồi, quế này đó, rất là thơm, khử mùi rất tốt các bạn nha. Đó, mình sẽ trụng vào cái phần nước này, ngâm vào nước này nó khử bớt mùi, khi mà nướng thì rất là thơm các bạn, thơm mùi rượu nó sẽ không còn cái mùi tanh của trứng nữa. Đó, các bạn nhớ nướng thì sẽ tốt hơn nha, khử mùi rất là tốt luôn. Mình sẽ cho lên cái phần khay nướng đó, mình đã lấy cái giấy mình đưa lên đó, mình sẽ cho vào để mình nướng các bạn nha. Nướng khoảng tầm 7-8 phút thôi là nó đã chín các bạn, đừng nướng lâu quá các bạn, nó sẽ không ngon nha. Mình sẽ cho vào đầu nướng các bạn nha. Nướng khoảng trăm nhiệt độ, khoảng 180-200 độ, khoảng cỡ 7-8 phút các bạn nha là xong các bạn nha. Ok, và trứng muối xong rồi thì bây giờ mình sẽ lấy ra mình cắt đôi để mình trang trí thành cái phần bánh bông lan các bạn nha. Còn ra ba cái phục các bạn cũng vậy, mình cũng cắt phần đôi luôn. Đó, mình trang trí lên cùng với dăm bông. Đó, các bạn có thể điểm xuyến thêm một lớp hoa với viên riêng cũng được đó, cho càng đẹp các bạn nha. Vậy là coi như là xong món bánh bông lan trứng muối các bạn, nó đơn giản như cả nhà nha. Bây giờ mình sẽ cho cái phần dăm bông lên nè các bạn. Đó. Dăm bông lên, bông lan. Rồi. Tiếp theo mình sẽ cho cái phần trứng muối lên các bạn nha. Đó, trứng muối mình sẽ xếp thành hình cái cánh hoa các bạn, cho đẹp các bạn. Sau đó mình cho phô mai lên là coi như là xong các bạn nha. Đó. Trứng muối mình cắt đôi, mình xếp thành cánh hoa cho đẹp các bạn nha. Đó. Bông lan, trứng muối, phô mai, rất tuyệt vời các nhà ơi, dăm bông nữa. Bạn nào muốn thích thì có thể thêm nha. Đó, rất là nhiều nguyên liệu ăn rất ngọt, các bạn sẽ kết hợp giữa bông lan ngọt và nhân mặn, rất tuyệt vời luôn các bạn. Rồi, chúng ta cũng chuẩn bị thức thôi các nhà ơi.
Wow, căn nhà ơi, nhìn xem ngon không nào? Trời ơi, bông lan nồi cơm điện cùng với topping trứng muối nè, phô mai nè, giấm bông nè, điểm xuyến hay một cành hoa rất là đẹp nha. Ai mong lại hẹn được tuyệt vời, vừa bông vừa xốp vừa ngọt luôn cả nhà ơi. Còn gì nữa chần chờ mà không vào bếp, thực hiện ngay luôn nào, thấy chưa? Đó với cách làm bông lan bằng cơm điện rất là tiện và gọn các bạn nha. Đó, ăn với cơ phô mai trứng muối thì quá tuyệt vời luôn. Rồi, chúc cả nhà dễ thương giãn với món ăn này nha. Và cả nhà ở dưới clip sau, bye bye.